Chúng ta cảm ơn chư Phật và A Nan và tất cả các vị thánh và đệ tử, đại đệ tử của Đức Phật đã làm gương sáng về sự hy sinh, từ bi và tình thương. Cảm ơn các ngài rất nhiều. Chúng con xin cảm ơn sư phụ. Tôi nói thank you, nghĩa là tôi nói cảm ơn Đức Phật và A Nan. Tôi đâu có nói cảm ơn quý vị, nhưng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Có câu hỏi nào không? Cảm ơn sư phụ đã đọc những kinh ích lợi này cho chúng con mấy ngày này. Và điều này thật sự khai sáng tâm trí của chúng con để hiểu các Phật tử và hiểu Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm những gì cho chúng ta, cho chúng sinh. Và chúng con thật sự vô minh. Bởi vì trước đây, thí dụ, con thật sự không tin khi có người bái lại tượng Phật hoặc hình tượng cúng dường gì đó đều là vô nghĩa hết. Con nghĩ như vậy đó. À, bây giờ con cảm thấy rất hổ thẹn, và nếu con tiếp tục nghĩ theo cách đó thì thật sự tệ. Vì bây giờ Mông Cổ, chúng con là quốc gia Phật giáo, phải, và chúng con cố gắng làm việc với tu viện, với vị trụ trì, các nhà sư để cô động thuần chay. Và như sư phụ nói, các vị Lạt Ma ăn thịt. Không, ông ấy không ăn thịt nữa. Ồ, Đạt Lai Lạt Ma hả? Dạ không, Lạt Ma người Mông Cổ, họ ăn thịt. Chúng con thấy điều đó thật sự là khó coi. À, nhưng bỗng nhiên, khoảng nửa năm trước, trụ trì tu viện có đề xướng nên tu viện có nhà hàng chay rất lớn của riêng họ. Nhà hàng chay? Dạ, nhà hàng. Ồ, tốt, tốt. Trước đó họ không bao giờ nói về điều như vậy. Nhưng bỗng nhiên, họ mở nhà hàng. Họ chấp nhận có nhà hàng như vậy. Tốt. Và đệ tử Krishna. Krishna cái gì? Krishna, trường phái Krishna. Krishna, dạ trường phái Hare Krishna. Dạ không, dạ không. Đệ tử Hare Krishna mở nhà hàng đó, điều hành nhà hàng, điều hành nhà hàng cho các Phật tử, cho tu viện Phật giáo. Tốt, tuyệt vời, tuyệt vời. Hợp tác tốt. Dạ, hợp tác tốt ạ. Và chúng con đã giúp quảng bá nhà hàng đó. Và bây giờ chúng con tiếp tục điều mà chúng con cố gắng khuyến khích mọi người là đừng giết động vật để làm thức ăn. Cúng người chết. Phải, khi họ chết. Trong 49 ngày đừng giết động vật. Đó là điều đầu tiên chúng con cố gắng cổ vũ qua vị trụ trì tu viện. Vì nếu ông ấy nói thì giống như Đức Giáo Hoàng ở Ý nói. Phải, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Sức ảnh hưởng của ông rất lớn, ông nên làm gương. Dạ, điều thứ hai là chúng con cố gắng hô hào đừng giết động vật để ăn mừng khi trẻ sơ sinh ra đời. Sau 2 năm cũng có lễ kỷ niệm, như lễ kỷ niệm rất lớn, cũng giết động vật. Dạ, chúng con cố gắng bắt đầu cổ vũ hai điều này trên khắp quốc gia. Giỏi lắm, tốt lắm, tốt lắm, tuyệt vời. Những chuyện này thật sự liên kết với những gì chúng con đang làm và thật sự hữu ích cho chúng con. Phải, chúng con đi đúng đường, đúng hướng, đúng đường, phải. Và về nhà in kinh Phật này, sao lại từ Internet và phân phát cho họ. Dạ, và con cũng xin biết tựa đề của quyển kinh này, nếu có thể. Nếu có tựa đề. Kinh gì? Kinh mà ngài đọc cho chúng con. Bây giờ kinh này hay kinh khác? Dạ, nếu có tựa đề chúng con muốn tìm kinh này. Kinh này có tựa đề nhưng bằng tiếng Âu Lạc, tiếng Việt. Được, được, có lẽ dịch. Tôi thật sự không biết dịch nó như thế nào. Có một kinh là Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổ Nguyện. Thế đủ tốt rồi. Dạ, được chứ. Tựa đề kinh là gì ạ? Kinh này tôi không biết. Không nói gì bằng tiếng Anh ở đây. Chỉ đều là truyện của Phật. Tôi đoán truyện tiền kiếp của Đức Phật. Quý vị kiểm tra xem. Đây đều là việc tiền kiếp của Phật và tiền kiếp của các đại đệ tử. Dựa theo tựa đề tiếng Âu Lạc,
tiếng Việt. Đây giống như kinh của hiền nhân, thánh hoặc hiền nhân, thánh hiền. Chúng con có đại sư phụ nên lơ là các vị thầy khác. Bây giờ chúng con hiểu như vậy là không đúng. Chúng con nên cầu nguyện Phật Địa Tạng và chư Phật. Và thưa sư phụ, nếu Ngài cho phép, sư huynh đây là ca sĩ. Người nào? Sư huynh này á. Sư huynh người Mông Cổ. Anh là ca sĩ. Ca sĩ. Và để thưởng thức, để Ngài thưởng thức một chút sau khi đọc xong mấy kinh dài này. Ồ, được. Chúng con xin được hát. Tới giờ tôi thưởng thức. Cảm ơn sư phụ về mọi điều. Được rồi, bây giờ anh hát, còn tôi nghỉ. Dạ, thưa sư phụ, trước tiên, chúng con xin dâng tặng ca khúc này lên Ngài, đã được các huynh đệ đồng tu chúng con sáng tác để dâng tặng lên Ngài. Bài hát có tựa đề Vương Mẫu của Vũ Trụ mà Ngài đã nghe trước đây vào năm 2012, phải không ạ? Đúng ạ, không nhớ. Dạ, vậy chúng con xin hát lại một lần nữa. Hát lại lần nữa. Tất cả đồng tu Mông Cổ hãy cùng hát dâng lên sư phụ. Hãy cùng hát dâng lên sư phụ. Hatan de diji minne harin ilche tatsro dasan tsaglashwi kachtang minne borakhadin gigeng arnaso Bogad tamin irvude Boyang zayag min tikshid sing Bueng ayad go kharid voda Uili min uri нимигдэн байж зовчлос явада хор химинэ урин золай гүнслэн байж жаргажлос сугада хичи минэ Borakhadin gigeng arnaso Bogad tamin irvude Boyang zayag min tikshid sing Bueng ayad go kharid voda Voilà. Xin hết ạ. Cảm ơn sư phụ. Hay lắm. Cảm ơn sư phụ. Bài hát này do các sư huynh đồng tu từ Mông Cổ sáng tác dâng lên Ngài đó ạ. Ồ vậy à, hay lắm, hay lắm. Dạ, Vương Mẫu của Vũ Trụ. Rất hay, anh hát hay lắm. Và nếu Ngài cho phép, con xin hát bài khác cho tất cả đồng tu. À, được. Và xin hãy cùng vui. Con phải nói là con thật sự cảm ơn Ngài từ tận đáy lòng bởi vì con được đặc ân trình diễn cho đại chúng tham dự triển lãm nghệ thuật của Sư Phụ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại Đại Trung Formosa, Đài Loan vào tháng vừa rồi. Chúng con rất vui thưởng thức bữa tiệc ở đó nữa. Vậy con xin chia sẻ cảm giác về bữa tiệc triển lãm nghệ thuật đó với các đồng tu. Và chúng ta hãy cùng hát bài Đưa Anh Lên Cung Trăng từng được hát bởi Frank Sinatra. Oh, đó là một trong các ca khúc Ngài yêu thích, thưa sư phụ. Let me swing among the stars.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hands. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, we love you, Master. Thank you. Cảm ơn sư phụ. Thank you very much. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Hay lắm, hay lắm. Anh học tiếng Anh ở đâu? Ở Anh Quốc hay nước Mỹ? Học ở đó. Dạ không, thưa sư phụ. Học ở Mông Cổ. Dạ, con học tiếng Anh ở Mông Cổ, trường trung học. Cha mẹ con đã gửi con đến trường tư thục. Ồ, tôi hiểu rồi. Dạ, họ hiểu tầm quan trọng của tiếng Anh và bây giờ con rất biết ơn cha mẹ. Ờ, vậy tốt. Rằng con có thể hiểu ngài. Ờ, vậy tốt. Dù sao, anh cũng hiểu mà. Tốt lắm, tuyệt. Hát được cả tiếng Anh. Tuyệt vời. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn anh. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn anh. Hay lắm. Tôi thích bài Mông Cổ hơn. Ồ, vâng. Anh có bài nào khác mà tất cả người Mông Cổ đây biết hát không? Dạ, thật ra chúng con có, sư phụ. Vì ca khúc đó rất hay. Rất hay. Dạ, ca khúc này thật sự là người Mông Cổ nào cũng biết hát. Tựa đề là Cười lên nàng ơi, cười lên, bởi vì nàng là như thế đó. Oh, và đó là một ca khúc về phụ nữ. Và quý bà tô điểm đời sống của chúng ta thật nhiều. Và chúng tôi thương nàng, đó là ý nghĩa của bài hát. Biết ơn nữ giới. À, biết ơn nữ giới và nụ cười của họ. Và chúng con xin dâng lên ca khúc này. Ít ra một. Цингэл залуустай мөр зэрэгцэн цэмцэрхэн байглан шимж явахдаа бүсгүй минь чи нэмсэлж аваарэ цэмцэрхэн байглан шимж яваарэ бүсгүй минь чи нэмсэлж аваарэ цэмцэрхэн байглан шимж яваарэ цэцгийн дэлбэн хорийн ус гэд бат цэвэрхэн охтийн туйлцан атхан төрөл өгөргөөх цоглог хөгийг завшдор хөгч миийн ашиг тавшихтон бүсгүй минь чи нэмсгэлж аваарэ цэмцэрхэн байгалан чимж аваарэ бүсгүй минь чи нэмсгэлж аваарэ цэмцэрхэн байгалан чимж аваарэ ла 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 цэмцэрхэн байгалан чимж аваарэ. Rất hay, rất hay. Cảm ơn sư phụ. Tôi thích âm điệu này, mặc dù không hiểu lời. Bài hát nghe rất hay, tất cả nữ chúng đều thích. Họ thương mến anh. Bây giờ họ thương Mông Cổ. Quý vị thấy không? Có người nói giùm chúng ta, phụ nữ chúng ta thường nói mình không là gì, không giỏi. Nhưng người Mông Cổ thích chúng ta. Những người tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi nhớ có lần quý vị tổ chức hội thảo trực tuyến và tất cả người Mông Cổ có quá nhiều tài năng, quá xinh đẹp. Một trong những chương trình hay nhất mà chúng ta được xem. Thật tuyệt. Lúc đó tôi ước gì có thể hiện diện ở Mông Cổ. Quá hay, cảm ơn quý vị. Hôm nay có bao nhiêu người Mông Cổ ở đây? 14 người chúng con. 14, dạ. Tất cả đến cùng lúc, dạ. Quý vị mới đến hôm nay, không, hay hôm qua? 3 ngày trước ạ.
ba ngày trước. Dạ. Anh đến trước đó phải không? Anh trở về cùng lúc với họ. Dạ. Sớm hơn hay cùng lúc? Dạ, ngày mai ạ. Ngày mai quý vị về hết à? Dạ không, một vài người, một số con và một vài sư huynh. Hiểu. Những người khác sẽ ở lại lâu hơn. Được, được. Đó là một ca khúc hay. Ca khúc đầu tiên rất hay. Ca khúc thứ hai cũng rất vui. Dễ thương, dễ thương. Tôi rất vui. Cái gì? Thật sự sảng khoái đôi chút sau một chuyện dài, phải không ạ? À? Không, không áp lực. Dạ không, sảng khoái ạ. À? Ồ, sảng khoái, khoan khoái. À, tốt lắm, tốt lắm. Cảm ơn sư phụ. Phải, ta đọc cùng truyện như mọi nhà sư. Đọc cho quý vị nghe mà. Sao quý vị nói không biết? Trước kia Ngài biết đó. Không được nghe từ Ngài. Nên chúng còn không tin. Truyện đó nhiều lắm. Có vài truyện, nhất là mấy truyện địa ngục. Con thật sự không tin. Hồi còn nhỏ, con có đọc tất cả truyện đó. Không, nhưng giống như có người đã viết, có thể quá xa vời rồi nói, hoặc nhưng giờ chúng con thật sự hiểu và rất vui rằng cũng có những cách cho mọi người. Nếu họ cầu Phật hoặc Chúa Kitô, họ có một vài cách để giải thoát bản thân, giải thoát à, ít ra thoát khỏi địa ngục. Dạ, vì rất khó để mọi người đều thọ tâm ấn hoặc thiền. Khó khăn. Nên thật vui được biết về những chuyện này, thưa sư phụ. Tại sao lại khó? Có lẽ để thọ tâm ấn thì cần nhiều điều. Con không biết nói làm sao, nhưng con nghĩ không dễ, bởi vì không phải ai cũng muốn làm việc này. Không phải ai cũng vậy. Thọ tâm ấn rất khó. Ồ, đúng, đúng vậy. Vậy hãy bảo họ đọc kinh. Nhưng họ cũng phải thành tâm mới tin được. Như vậy, niềm tin này, lòng thành tâm này sẽ kết nối với Phật lực. Không chỉ nói suông mà thôi, mà cần câu thông từ bên trong. Họ cần phải thành tâm, khiêm nhường, thật sự cầu. Hôm qua, bởi vì đối với đồng tu thì trực tiếp hơn, dễ hơn. Nhưng với người khác, mặc dù quý vị nói niệm Phật và Phật quá khứ và rồi hoặc làm gì đó, rồi cuối cùng sẽ thành Phật. Nhưng trong kinh đó, hàng ngàn, hàng trăm ức kiếp đã trôi qua. Và dù vậy, quý vị có thể bị cám dỗ và đau khổ trong khi đó. Giống như bà lão giết trâu. Trước kiếp đó, bà còn sơn sửa tháp Phật. Có rất nhiều công đức. Và sau đó, 32 người cũng giúp bà làm vậy. Cũng rất nhiều công đức cho họ. Nhưng dù vậy, công đức là một chuyện, tội lỗi là chuyện khác. Khi sinh ra ở đây, quý vị quên công đức của mình. Rồi ma và đủ thứ cứ tìm cách kéo quý vị xuống và phạm một lỗi lầm thì quý vị xong đời. Có lẽ công đức vẫn còn đó. Công đức sơn tháp vẫn còn đó. Nhưng quý vị không gặt hái được cho tới nhiều kiếp khác. Và trong khi đó, quý vị chịu đau khổ rồi bởi vì giết trâu. Chỉ một con trâu, một con vật. Thậm chí không phải như giết một con người. Rồi chịu khổ 500 kiếp. Bị giết, bị sát hại, bị truy lùng. Chết khi đang độ tuổi thanh xuân. Cho dù có sức khỏe cường tráng, cơ bắp này nọ, quý vị vẫn bị giết. Và sau đó, người mẹ, bà lão, bởi vì giúp họ giết trâu, chỉ giúp và ăn, không phải như bà là chủ chốt. Nhân vật chính muốn giết trâu, bà chỉ giúp, chỉ là cho mượn đồ dùng và sân của bà. Dù vậy, bà vẫn phải là mẹ của 32 người này. Chịu đau khổ đời đời kiếp kiếp, nhìn thấy họ bị giết trước mắt bà. Theo cách như thế, bất kể là gì, dĩ nhiên, khai ngộ, tức khắc khai ngộ là tốt nhất. Quý vị có hiện đời giải thoát là hết rồi. Nếu trực tiếp tu hành pháp ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại của vũ trụ, thì quý vị được vào, trực tiếp vào trong, không phải tái sinh trở lại để hưởng công đức hoặc chịu khổ vì tội. Đó là cách tốt nhất.
bằng không có kinh Phật, danh hiệu Phật để quý vị không đọa địa ngục. Nhưng vấn đề đó là ngay cả vào lúc chết, trước khi rơi vào tam đồ ác đạo, ngay trước lúc đó, nếu nhớ tới Phật hiệu, chỉ cần một Phật hiệu thôi hoặc một câu từ kinh đây, thì con đường đến địa ngục sẽ đóng lại cho quý vị. Cho dù quý vị đã làm rất nhiều điều xấu, dù sao sát sinh, trộm cướp, tất cả đều là ảo tưởng. Đây là cái vòng lẩn quẩn của nghiệp báo vai trả tới lui lẫn nhau. Thành ra, danh hiệu của Đức Phật là thật, ít ra là thật hơn những nghiệp báo đó. Vậy nếu niệm danh hiệu của Đức Phật, nghĩa là đầu óc, tư tưởng quý vị hướng tới sự thật thay vì hướng tới điều giả, thì lập tức địa ngục và những định mệnh xấu khác được đóng lại trước mặt quý vị. Vậy ít nhất quý vị được cứu trong kiếp đó, rồi quý vị sẽ được sinh ra có lẽ trên thiên đàng hoặc làm người. Nhưng rồi ai biết kiếp sau quý vị có nhớ danh hiệu Phật nữa hay không? Nếu không có ai, bất cứ ai nhắc lại cho quý vị. Không phải như tất cả mọi người trên địa cầu đều biết danh hiệu của chư Phật. Mặc dù Phật giáo phổ biến khắp mọi nơi, nhưng đa số các sư Phật giáo họ khiêm tốn. Nếu quý vị cúng dường thì họ nhận. Nếu quý vị không cúng dường, họ cũng chẳng làm gì. Nếu quý vị xây chùa, giúp họ xây chùa thì họ nhận, và họ ở đó. Và nếu quý vị muốn, nếu đến hỏi về kinh Phật thì họ sẽ nói cho quý vị biết. Nếu không hỏi, họ cũng không nói. Họ không phải như đi ra ngoài thuyết giảng khắp nơi để mọi người đều biết danh hiệu của Phật. Hiểu ý ta nói không? Thành ra, ngay cả biết danh hiệu của Phật cũng đã khó lắm rồi. Và sau đó, quý vị được cứu độ trong kiếp đó, và khi chết, quý vị không đi địa ngục. Nhưng quý vị không biết về kiếp sau. Cho dù quý vị biết các danh hiệu của Đức Phật, vào lúc vãng sinh, tất cả nghiệp xấu đến và xé quý vị ra từng mảnh. Tư tưởng thân thể quý vị hầu hết đều bị đau đớn. Nếu khi còn sống, quý vị tạo nhiều tội lỗi thì khi chết sẽ rất đau khổ, và có thể quý vị thậm chí không nhớ danh hiệu của Đức Phật. Vậy ít nhất chỉ cần nói: xin cầu nguyện mười phương chư Phật xin cứu con. Chỉ cần nói vậy, bởi vì danh hiệu đôi khi khó nhớ. Chỉ cần nhớ một danh hiệu, có lẽ là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Dược Sư, Địa Tạng Vương Bồ Tát, những danh hiệu đơn giản, hoặc Quán Âm Bồ Tát. Bảo họ niệm như vậy. Thành ra nhiều người chỉ cần bảo người ta ra bên ngoài niệm Quán Âm Bồ Tát hay Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Phật A Di Đà, như vậy dễ hơn, bởi vì các ngài nổi tiếng. Bằng không, tất cả danh hiệu của các vị Phật khác rất khó mà nhớ hết. Một danh hiệu là đủ. Chỉ có điều vấn đề là vào lúc vãng sinh, quý vị có nhớ hay không, hoặc có ai nhắc quý vị niệm danh đó hay không. Vấn đề là vậy. Nhưng tôi tụng bài này, Nam Mô A Di Đà Phật, bằng tiếng Hoa, vậy cũng tốt. Quý vị cứ đưa cho họ, cho Phật tử. Họ không ngại thì họ chấp nhận. Họ không cần biết về tôi, về giáo lý của tôi, nhưng họ biết tôi tụng danh hiệu của Phật. Như vậy sẽ tốt trong tai của họ. Thành ra tôi mới tụng. Dù là tín đồ Công giáo nghe cũng tốt luôn. Tín đồ Sikh giáo nghe cũng tốt. Đó vẫn là danh hiệu của Đức Phật. Chư Phật không bận tâm nếu quý vị là tín đồ Sikh giáo hoặc là Ấn Độ giáo. Họ cùng là một ở trên đó. Tất cả các ngài đều là bạn. Minh sư Đạo Sikh cũng là Phật. Minh sư Ấn giáo cũng là Phật. Nên không thành vấn đề. Chỉ cần dùng một băng như vậy là ổn. Thành ra có truyền thống, khi người chết, họ mời linh mục, thậm chí một số người không biết tại sao. Nhưng khi đến, vị linh mục niệm danh hiệu của Chúa Giêsu Kitô, thí dụ vậy. Hoặc họ niệm danh hiệu của một vài minh sư Ấn Độ giáo, hoặc minh sư Đạo Sikh, thì lúc vãng sinh quý vị nghe được danh hiệu của Phật. Một vị Phật, bất kỳ Phật nào, rồi quý vị cũng được cứu độ khỏi lửa địa ngục vào lúc đó. Một khi thoát khỏi đó,
thì quý vị có nhiều cơ hội hơn để hoàn thiện, rồi sẽ được cứu nhiều hơn sau này. Nếu đã trong địa ngục rồi, thì quý vị ở lại đó cho đến không biết lúc nào, cho đến khi trả hết tội lỗi. Một khi bản án đã được truyền xuống thì rất khó, rất khó. Ngoài trừ quý vị có minh sư tại thế đã thọ tâm ấn thì có thể. Nhưng kết quả cũng còn tùy vào lực lượng của vị minh sư đó và tùy vào tội lỗi quý vị đã phạm. Quý vị nghĩ được một danh hiệu của Đức Phật tôi nhớ chứ. Cho dù không phải là đồng tu quý vị nói quý vị nhớ, nhưng vào lúc chết có thể quý vị không nhớ. Chỉ là khi sắp chết, quý vị phải niệm vào lúc đó. Hoặc trước khi vào địa ngục, tại cổng địa ngục thì quý vị phải niệm vào lúc đó. Trong 49 ngày, nếu có người tiếp tục tụng niệm cho quý vị nghe, thì có thể quý vị cũng ổn. Nhưng nếu không thì sẽ có vô vàn đau khổ ở địa ngục. Quý vị đã nghe rồi, phải không? Thật kinh khiếp, khủng khiếp. Và khi mãi mãi triền miên, bất tận như vậy, thì thật sự, tôi không biết làm sao có ai rơi vào đó mà có thể chịu nổi. Đôi khi bị bệnh, bị nhức đầu, chỉ 2-3 tiếng mà quý vị đã chịu không nổi rồi, tưởng tượng xem. Hoặc quý vị bị giải phẫu, hoặc làm đứt tay, hoặc bị thương phải băng bó, hay bị bó bột, mà đã thấy khủng khiếp rồi, hãy tưởng tượng bất cứ gì khác. Vô tận triền miên như vậy, ngày đêm không ngừng. Ôi trời! Làm người rất quý báu, nhưng cũng là một lời nguyện. Tùy vào quý vị chăm lo đời mình thế nào, rất khó đi trên chánh đạo, bởi vì sự sinh tồn dẫn quý vị đi ngược đường hoặc hướng xấu mà quý vị thậm chí không muốn. Nhưng rồi dần dần quý vị ở trong đó và không thể thoát ra được nữa. Quý vị thậm chí không nhớ làm thế nào để thoát ra sự sinh tồn khiến cho quý vị làm nhiều thứ. Và ngay cả lúc vãng sinh, nếu không có minh sư hoặc nếu không có người nào đó tụng kinh hoặc nhắc quý vị danh hiệu của Phật, thì nhiều ma quỷ sẽ đến trong 49 ngày này. Hoặc khi quý vị chết, họ đến và hiện ra như cha mẹ quá cố, hoặc anh chị em, dì, bất cứ ai quá cố. Họ đến và nói, này, đi với tôi, đây là con đường. Và quý vị tin họ bởi vì nghĩ đây là người thân. Nên quý vị bị tấn công từ mọi phía, bởi vì nghiệp của chính mình, bởi vì ma. Và như vậy, nếu không có chúng sinh nhân từ nào, như quỷ vương chủ mạng hoặc địa tạng vương Bồ Tát hết sức cố gắng để đuổi những con ma này đi, thì quý vị đọa địa ngục bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên quý vị không cần phải nhớ bất cứ vị nào. Nếu quý vị có minh sư thì tốt rồi, chỉ là nhiều người khác không có. Nhiều người khác không có. Rất nhiều người trên thế giới không có gì cả. Họ thậm chí không tin Chúa Giê-xu, hoặc Phật, hoặc Đạo Sư Nanak, hoặc Đức Mahavira, hoặc bất kỳ điều tốt nào. Rất nhiều người, thật đáng thương. Trời ơi, 10 giờ rồi à? Quý vị ăn chưa? Dạ rồi. Cơm chiều. Dạ rồi. Cơm trưa? Dạ rồi. Được rồi, tốt lắm. Quý vị muốn tôi làm gì nữa? Đó là một chuyện dài, nhưng quý vị ngày mai đi về hay hôm nay? Một số quý vị. Ngày mai ạ. Ngày mai? Dạ, được rồi. Ngày mai. Tốt, và mấy người này? Ngày kế? Ngày mốt? Được, và mấy người này? Ngày kia? Ngày kia? Ngày mai ạ. Ngày mai. Thượng lộ bình an ha. Có lẽ chúng ta gặp lại nhau ở nơi nào đó hoặc ở đây. Kỳ bế quan này tốt, tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi có thêm một chút cân bằng, như có thời gian bế quan riêng và có thời gian dành cho quý vị và thời gian làm vài điều khác và thời gian an ủi các chú chó của tôi. Kỳ bế quan trước thật kinh khủng. Tôi bị bệnh rất nặng sau đó.
Quý vị chăm sóc thân thể không được cẩn thận, không chăm sóc chu đáo, quá nhiều công việc và không có gì cho sự hồi phục sức khỏe, thật sự khủng khiếp. Cho nên chúng ta không nên làm kiểu quá mức này nữa. Chỉ là mọi người đến và ai cũng muốn gặp tôi. Và tôi cứ làm việc và làm việc, rồi gặp hết nhóm này đến nhóm kia và không có thời gian nghỉ ngơi. Không có thời gian phục hồi, không có thời gian ăn, không có thời gian, rồi bị bệnh và không có thời gian uống thuốc. Nếu tôi uống thuốc thì chỉ ăn một ít bánh thuần chay nhỏ như vậy mỗi ngày. Và đó là quá mức. Chúng ta không nên làm thái quá như vậy nữa. Kỳ này tốt. Ngoài ra, kỳ trước, nghiệp xấu không để tôi ở lại đây. Nên đêm nào, lúc 2-3 giờ sáng, tôi cũng phải đi về nhà quá mệt mỏi. Không có gì đó để bổ sung năng lượng vật chất, nên tôi bệnh nặng. Nhưng không phải chỉ vậy, mà còn điều khác, cũng có nghiệp xấu nữa. Vậy lần này tôi ở lại đây. Tôi không phí ít nhất 3 tiếng đến và đi. Vì từ đây đến nhà tôi ở khoảng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi. Tôi nghĩ hơn 1 tiếng. Vậy tôi cũng mất thời gian đi đi về về. Một số quý vị chỉ ở cách nhà 45 phút mà đã phàn nàn rồi. Đôi khi tôi phải đi xa để gặp quý vị và ngay cả đến đây. Nên đừng phàn nàn. Quý vị có bất cứ gì đều tốt cả. Nơi quý vị sống, nếu có thể mua một trung tâm cho chính quý vị, nếu có đủ khả năng thì rất tốt. Quý vị biết đó là của quý vị và từ trường luôn luôn giống nhau. Chỗ thuê không phải lúc nào cũng giống nhau. Dù đó là gì, không phải lúc nào cũng xấu cho chúng ta. Chúng ta phải nghĩ khẳng định hơn và đừng phàn nàn nhiều quá. Chỉ cần thiền chăm chỉ, thành tâm thì mọi sự sẽ tự nhiên đến. Chỉ có một người thì dễ chăm sóc, giống như người chồng thiền và hồi hướng công đức cho vợ thì dễ dàng, bởi vì họ sống với nhau mỗi ngày, từ trường của họ tương tự. Và cho một người thì dễ dàng, nhưng dù vậy anh này cũng cần 1 tháng, mỗi ngày 3 tiếng. Trời ơi, ai làm nhiều vậy cho vợ được? Nhưng dù vậy, cũng chỉ một người thôi. Đừng nói chi tới cộng nghiệp. Một thùng lớn nghiệp và ngã chấp. Đôi khi rất khó khăn cho tôi. Quý vị ngồi mơ mộng và nghĩ mọi việc đều dễ dàng cho sư phụ. Không phải vậy đâu. Ngay cả với Đức Phật, nếu quý vị không tin tôi, ít ra Đức Phật là vĩ đại nhất. Giả sử Phật là bậc vĩ đại nhất, hãy nhìn tất cả đệ tử của Ngài. Xá Lợi Phất cũng không muốn nhận ông lão, bởi vì ông đã già và không thể giúp đỡ mấy vị tăng khác chăm lo công việc. Rồi các vị tăng khác cũng từ chối ông, thí dụ vậy. Đề Bà Đạt Đa, em họ của Ngài, lúc nào cũng tìm cách gây hại cho Ngài. Tôi tin chắc có nhiều đệ tử hơn nữa không tốt lắm. Nhưng Xá Lợi Phất chỉ có một sai lầm đó. Nhưng mặt khác, vào thời đó, con người ít tranh nhau hơn hay ít bướng bỉnh hơn thời nay. Họ có nhiều thời giờ hơn, không có truyền hình, không có thể thao vào chủ nhật, họ không có trò chơi bóng đá và đủ loại trò chơi. Họ không có xe hơi. Đầu óc họ thuần khiết hơn, dễ hơn. Dù vậy, họ cũng có rắc rối. Một số người muốn hại Ngài và đủ thứ. Quý vị chỉ đọc thấy đệ tử nào đó cúng dường vàng để lát khu vườn, một khu rừng cho Ngài. Nhưng quý vị chưa đọc hết tất cả các gian khó khác mà Ngài chịu đựng dù là Phật. Và rồi mặc dù thời đó, dân chúng đã thuần khiết hơn rồi. Não bộ ít ô nhiễm bởi nhiều chất độc, chất độc hóa học và đủ thứ mà chúng ta có bây giờ. Vậy não bộ của họ đơn giản hơn, sạch hơn, dễ nói chuyện hơn. Ngày nay chúng ta bị ô nhiễm với đủ loại chất độc, từ khí mê tan, từ tháng khí,
từ thức ăn có thể diệt côn trùng, thuốc trừ sâu mà chúng ta ăn, và nước mà chúng ta uống có hóa chất trong đó mà chúng ta đã hủy hoại. Ngày nay, nếu Đức Phật xuống đây, Ngài thậm chí sẽ không nghĩ, à, ta nên nhập Niết Bàn, Ngài chỉ muốn đi thôi. Hiểu không? Dạ hiểu. Khi Đức Phật mới thành Phật, Ngài quan sát thấy chúng sinh ở đó thật khó dạy. Ngài nói, tốt hơn là ta nên nhập Niết Bàn, Ngài chỉ nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ nếu Ngài xuống đây, Ngài sẽ nhìn và Ngài thậm chí sẽ không nghĩ, Ngài chỉ đi thôi. Vậy, Phạm Thiên Vương sẽ thậm chí không có cơ hội đi xuống này, xin Ngài ở lại. Vì lúc đó Phật đang suy nghĩ Phạm Thiên Vương mới có cơ hội để đi xuống bài xuống. Rồi nói với Phật, xin hãy ở lại bởi vì điều này, bởi vì điều kia. Nhưng nếu Ngài đi, thì Phạm Thiên không có cơ hội. Dù vậy, tất cả thiên đàng, địa ngục và địa cầu đều tán thán rằng Ngài vĩ đại. Vì Ngài làm những việc khó làm. Ngài dạy những chúng sinh thật khó dạy. Họ ca ngợi Ngài tuyệt đỉnh trong nhiều kinh điển. Bây giờ mà Ngài xuống đây, trong thời thân tâm và tinh thần đầy chất độc, thì có lẽ tất cả chúng sinh thiên đàng sẽ đi xuống đây và bái lại Ngài ngày đêm để tán thán Ngài. Quý vị không nghĩ về sao? Dạ có. May mắn là Ngài đây trước khi mọi việc trở nên tệ hơn. Khi còn tại thế, Ngài tiên đoán rằng 500 năm sau sẽ là thời mạt Pháp. Như là thời mạt Pháp, con người sẽ rắc rối hơn, bướng bỉnh hơn và khó khăn hơn. Ngài không biết 4 lần 500 năm, 2.000 năm, 3.000 năm sau là thời đại của mình bây giờ. Quý vị có thể tưởng tượng nó còn tệ hơn bao nhiêu không? Chỉ 500 năm sau khi nhập Niết Bàn, Ngài tiên đoán rằng thời đó đã khó khăn lắm rồi. Bây giờ gấp 6 lần hơn vậy. Cho nên hãy chăm sóc đời mình. Đó là cuộc đời quý vị. Tôi chỉ có thể bảo quý vị làm gì, chứ không thể ép buộc. Đó là đời quý vị, tương lai của quý vị. Vậy hãy chăm sóc nó cho tốt. Vì quý vị không biết có được sinh ra làm người và có hoàn cảnh tốt như vậy nữa không? Hãy cố gắng đừng phàn nàn nhiều, cố gắng nhìn mọi việc khẳng định và chấp nhận hoàn cảnh. Tuy nhiên, tất cả các trung tâm nên làm việc với nhau. Mỗi lần chúng ta làm những việc không có tình thương, thì có một lỗ hổng trong lớp bảo vệ của chúng ta, của chính mình nữa. Chỉ có hòa bình và tình thương có thể bảo vệ quý vị nhiều hơn, ngoài những hồng danh và lực lượng của Phật và này nọ. Khi quý vị tu hành, tất cả chư Phật trong quá khứ, nghĩa là tất cả các vị minh sư trong quá khứ và hiện tại, cũng giúp quý vị, luôn luôn gia trì quý vị. Tất cả thiên thần bảo vệ quý vị, nhưng quý vị phải thật sự thành tâm để có thể cầu thông tốt hơn. Giống như truyền hình, cần phải tốt, bằng không nó sẽ bị nhiễu và rồi màn hình sẽ bị giật. Không phải chư Phật hoặc thánh nhân trong quá khứ hay hiện tại không ban phước cho quý vị, chỉ là quý vị không nhận được. Vậy quý vị cần phải chăm lo cho bản thân mình. Đi đến đâu quý vị cũng tự chăm sóc mình và bảo người khác nên khiêm tốn hơn. Khiêm tốn hơn, hợp tác hơn. Không có ai thắng ai thua trong nhóm chúng ta. Đều là anh chị em. Tôi tin tất cả quý vị sẽ làm vậy. Cảm ơn quý vị. Hãy chăm sóc bản thân. Tôi thương quý vị. Tôi thương quý vị. Sư phụ. Mọi người chỉ cần học, tôi thương bạn. Chớ làm sao tôi nói nhiều loại ngôn ngữ được. Như vậy mệt quá. Cảm ơn sư phụ. Quý vị hiểu hết chứ? Dạ hiểu. Ý tôi nói, quý vị hiểu rõ hết trong đây ha. Tốt. Cảm ơn sư phụ. Mọi người bảo trọng nhé. Thưa sư phụ, xin Ngài bảo trọng. Tôi xin lỗi.
là không thể chăm sóc mọi người. Như vậy đã tốt lắm rồi ạ. Mang bánh thuần chay cho tôi. Dạ, lấy bánh quy này. Rồi ha. Cảm ơn sư phụ. Quý vị sắp về phải không? Ngày mai. Ngày mốt ạ. Ngày mốt. Đi ngày mai. Nếu có thời gian, nếu có cơ hội thì trở lại nữa ha. Cảm ơn sư phụ. Cho tôi gửi lời chào hỏi đến tất cả mọi người nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Xin sư phụ bảo trọng. Thượng đế gia trì. Thượng đế gia trì sư phụ. Quý vị đều là tu sĩ ngủ ngoài trời. Cảm ơn sư phụ. Tạm biệt, tạm biệt. Quý vị cực quá. Không có đủ chỗ, cực ha. Thật đáng thương. Chào sư phụ, mai tụi con về. Mai về hả? Về mạnh giỏi nhé. Mai tụi con về, sư phụ mạnh khỏe. Cảm ơn sư phụ. Xin lỗi nha, không có đủ chỗ. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ ở lại mạnh khỏe. Cảm ơn sư phụ. Trời Phật bảo hộ quý vị. Cảm ơn sư phụ. Chào nha bác. Cảm ơn quý vị đã đến gặp sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Thương sư phụ. Chúc sư phụ sức khỏe an khang. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Về mạnh giỏi. Trời Phật bảo hộ quý vị. Sư phụ bảo trọng ngọc thể. Bảo trọng nhé. Thượng đế gia trì. Xin sư phụ cũng vậy ạ. Cảm ơn quý vị, Thượng đế gia trì.